Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ bảy ngày 6 tháng 8 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Khi thị trường thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên giảm nhẹ, hiện tại đang đứng quanh mức 1914,6 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ đóng cửa tuần này ở mức 104,19 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch ở mức 26.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng, giao dịch ở mức 4,237% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 80,05 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vàng trên thị trường thế giới suy yếu trong bối cảnh thị trường suy đoán lãi suất Mỹ còn đứng ở mức cao, đồng đô la Mỹ đảo chiều tăng giá, nhà đầu tư tranh thủ bán ra. Thị trường vàng thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi mà tại hội nghị chuyên đề hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed thông báo lạm phát tại Mỹ vẫn còn cao, chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục được duy trì, nhưng lãi suất tăng thêm hay không sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế. Lập tức thị trường suy đoán từ nay cho đến cuối năm 2023, lãi suất tại Mỹ sẽ còn đứng ở mức cao, theo đó thì đồng bạc xanh đã đảo chiều tăng giá trên diện rộng. Giới đầu cơ lo ngại giá vàng đi xuống nên buộc phải bán ra thu hồi vốn, đồng thời thì những người chuyên lướt sóng vàng cũng tranh thủ bán khống, chờ giá giảm sẽ mua lại hưởng chênh lệch, giá vàng vì thế mà giảm tới 32 đô la Mỹ trên một ao. Từ vùng giá 1922 đô la Mỹ trên một ao xuống chỉ còn 1890 đô la Mỹ trên ao. Ở mức giá này thì những người đã bán khống vàng bắt đầu mua vào, giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng trở lại và đến thời điểm hiện tại đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần quanh vùng giá 1914 đô la Mỹ trên ao. Về mặt xu hướng của giá vàng, theo ông David Merger, phụ trách mảng giao dịch kim loại tại Harris Future đánh giá, tín hiệu tích cực từ thị trường việc làm cho thấy Fed sẽ cần duy trì mức lãi suất cao hơn so với dự kiến trước đó. Theo Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cấp cao của City Index Mỹ cho rằng, về mặt kỹ thuật thì việc vàng phá vỡ ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ao tạo đà tăng giá lên khoảng 1.920 đô la Mỹ trên một ao. Với bài phát biểu của ông Powell sẽ là yếu tố quyết định giá vàng quay trở lại vùng giá 1.900 đô la Mỹ trên một ao hay là sẽ lên 1.940 đô la Mỹ trên ao. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC quay đầu tăng trở lại, tuy nhiên thì điều chỉnh tăng mạnh ở chiều bán ra. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì không có điều chỉnh về giá. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 67,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,07 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra nhưng chiều mua vào không có thay đổi. Và điều này sẽ đẩy chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra lên mức 700.000 đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 67,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,05 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Còn đối với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 67,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,95 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá và mức giá này thì áp dụng cho cả hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá sau khi mà điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Hiện tại đang được mua vào mức 56 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 56,95 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào mức 56 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,05 triệu đồng trên một lượng. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước vẫn niêm yết ở mức 23.942 đồng trên một đô la Mỹ, không có thay đổi về giá sau khi mà giảm 12 đồng trên một đô la Mỹ trong phiên hôm qua. Với giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại không có điều chỉnh về giá, mua vào phổ biến trong khoảng 23.780 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.150 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 23.860 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.060 đồng trên một đô la Mỹ. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá sau khi đã giảm mạnh ở những phiên giao dịch trước đó. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm hiện tại, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.735.000, bán ra 6.805.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.735.000, bán ra 6.807.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 6.730.000, bán ra 6.795.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.730.000, bán ra 6.800.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.720.000, bán ra 6.805.000. Phú Quý SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.740.000, bán ra 6.802.000, tăng 3.000 ở chiều mua, tăng 7.000 ở chiều bán. My Hồng SCC mua vào 6.745.000, bán ra 6.775.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.750.000, bán ra 6.790.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.675.000, bán ra 6.795.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 6.720.000, bán ra 6.810.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.735.000, bán ra 6.797.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này cũng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.735.000, bán ra 6.807.000. STC Huế mua vào 6.732.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.807.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.735.000, bán ra 6.805.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.737.000, bán ra 6.810.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.735.000, bán ra 6.807.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.733.000, bán ra 6.807.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.600.000, bán ra 5.695.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.600.000, bán ra 5.705.000. Vàng một số 9 mua vào 5.585.000, bán ra 5.665.000. Vàng 24K mua vào 5.488,9 nghìn, bán ra 5.608,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.064,2 nghìn, bán ra 4.264,2 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.118 nghìn, bán ra 3.318 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.177,5 nghìn, bán ra 2.377,5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.